Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán trong quý 3 năm nay tăng mạnh khoảng 82% so với quý trước. Điều này cho thấy là thị trường đã bắt đầu phục hồi sau 9 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại Hà Nội, thì hàng loạt dự án đã bung hàng để đón nhu cầu mua nhà trước Tết của nhiều khách hàng, nhất là các dự án từ phía Tây của thủ đô. Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, quý 3 vừa qua, riêng tại Hà Nội đã có hơn 3.000 giao dịch thành công, tăng hơn 200% so với quý trước. Một số lượng lớn nguồn cung đến từ phía Tây, nơi được xem là trung tâm mới của thủ đô. Các công trình quan trọng đã được xây dựng tại đây như Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trụ sở mới của nhiều bộ ngành. Đây cũng là nơi tập trung số lượng đông đảo người nước ngoài sinh sống làm việc. Cái địa điểm bây giờ quan trọng là chuyển về bên mạng này rồi. Vị trí đi lại rất là thuận tiện. Từ qua đại lộ Thăng Long hay là qua đường 32 là hoặc là nó rất là ok. Đáng chú ý, sự thuận lợi về giao thông hạ tầng đã khiến khu vực này trở thành nơi quy tụ nhiều dự án bất động sản cao cấp và hạng sang. Đại diện dự án The Magic One cho biết, ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu mua nhà ở của người dân lập tức tăng cao. Phía Tây có cái sự phát triển rất là tốt về mặt hạ tầng, bao gồm có hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và đầy đủ các tiện ích như trường học, y tế và tiện ích dành cho cư dân. Do vậy mà chúng tôi vẫn đánh giá khu vực phía Tây là một cái khu vực rất tiềm năng của thị trường. Thì gần như trên thị trường là không có các sản phẩm siêu cao cấp phục vụ cho khách đối tượng khá giả hay còn gọi là khách giàu. Thì gần đây nhất thì có thể chắc là mọi người biết thì có dự án đó là Metropolis thì cũng đã được 2 năm rồi. Phía Tây này có thì cũng có những cái tòa mà ví dụ như là Mandarin Garden hay là Skylake hay là West Point, Magic One là với cái nền kinh tế hiện tại cái tốc độ bán sẽ rất là tốt trong thời gian tới. Cùng với sự quan tâm trở lại của khách hàng, các chủ đầu tư cũng đang tích cực đưa ra các chính sách bán hàng để kích cầu. Ví dụ như kết hợp với ngân hàng cho khách vay trong 3 năm hưởng 0% lãi suất. Chỉ cần đóng 10% giá trị căn hộ là có thể ký được hợp đồng mua bán. Ngoài ra, việc lãi suất huy động liên tục giảm cũng đang là trợ lực tích cực cho thị trường bất động sản phục hồi khi nhiều người chuyển hướng dòng tiền đầu tư vào bất động sản.